Xin chào các bạn, sau đây cửa hàng dụng cụ y khoa Bình Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy RF xóa nhanh nâng cơ. Ở đây là mình sẽ bao gồm một cái máy và có một dây nguồn adapter. Khi mà mình sử dụng máy nâng cơ này thì mình sẽ đi kèm serum nâng cơ hoặc là collagen xóa nhanh nâng cơ. Bây giờ mình sẽ khui hộp nha. Bên trong thì bao gồm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này và bao gồm một cái máy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Ở đây là nước nguồn và ở trên này là led, là cái đèn photon để giúp hỗ trợ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Đầu tiên thì mình sẽ nhấn nút nguồn. Lúc này máy đang hoạt động nha các bạn. Và ở trên này là đèn bật lên là đèn nó sáng rồi. Máy này là đang có chế độ rung này. Và mình sẽ nhấn nút nguồn. Ở đây là có 3 mức năng lượng. Mình sẽ nhấn nút phù hợp nha. Năng lượng phù hợp, mức phù hợp để mình sử dụng trên da. Ở đây mình sẽ chọn mức số 1 này. Và mình sẽ chọn cái đèn để giúp hỗ trợ này thì mình sẽ chọn các màu như sau. Ở cái đèn cuối cùng này là nó sẽ nhấp nháy này. Hoặc là mình sẽ sử dụng không có đèn hoặc là có đèn nha các bạn. Mình nên sử dụng có đèn nha. Rồi. Thì khi mà mình đi trên mặt thì mình có thể sử dụng serum nâng cơ xóa nhanh hoặc là collagen nâng cơ xóa nhanh. Mình sẽ thoa lên mặt và mình sẽ bắt đầu đi nha. Mình đi thì mình đi theo chiều nâng cơ. Mình kéo lên như thế này. Nếu mà cái mức độ số 1 này mà chưa có cái sự châm chích hoặc nóng thì mình sẽ nhấn một lần nữa, nhấn nút nguồn này là đang ở mức chế độ 2 thì mình sẽ dừng đi. Khi mà đi thì máy nó sẽ rung nha các bạn. Rung theo cái tay mình đi á và nó sẽ nóng và châm chích nữa nha các bạn. Đây. Mình có thể chọn các màu giúp hỗ trợ như sau. Cái đèn này thì chống da chảy xệ và kết hợp đèn led photon nha các bạn. Mình có thể chọn màu. Cái chế độ rung này á thì mình giúp hỗ trợ là khi mà mình hoa serum lên thì mình giúp serum thẩm thấu vào sâu trong bên da. Rồi thì chức năng chính của nó thì loại bỏ các nếp nhăn và giúp sáng da và kích thích tuần hoàn máu này. Bây giờ các bạn nói chích đó. Mình không sử dụng nữa thì mình nhấn nút nguồn thì mình tắt ha. Thì khi mà mình đi xong thì mình sẽ cắt máy. Còn cái collagen này thì mình có thể khi mà mình nâng cơ xong thì mình có thể dưỡng vào ban đêm. Cái nâng cơ này thì mình sẽ dùng cách một tuần mình nâng cơ một lần nha các bạn. Và còn serum này thì mình có thể dùng vào ban đêm. Mình không sử dụng nữa thì mình sẽ cắt máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.